Hôm nay, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã khai mạc triển lãm hàng không quốc tế Le Bourget, cuộc triển lãm hàng không và không gian lớn nhất thế giới ở ngoại ô Paris. Bên lề sự kiện này, thì 20 nước châu Âu cũng nhóm họp để bàn về việc tăng cường phòng thủ cho châu Âu, cũng như viện trợ quân sự cho Ukraine. Tổng thống Macron đã đến triển lãm trên một chiếc trực thăng quân sự H-160 của Pháp và xem màn trình diễn của các loại máy bay thương mại và quân sự, bao gồm cả máy bay chiến đấu Rafale. Tham gia buổi trình diễn còn có Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sébastien Lecornu. Bên lề cuộc triển lãm hàng không, ông Macron cùng các bộ trưởng quốc phòng và các đại diện khác của khoảng 20 quốc gia châu Âu đã tham dự một hội nghị về hoàn thiện chiến lược phòng không của châu Âu. Pháp đã công khai chỉ trích các kế hoạch do Đức dẫn đầu cuối năm ngoái nhằm cải thiện khả năng phòng không của châu Âu với tên gọi Lá chắn bầu trời châu Âu. Kế hoạch có sự tham gia của 17 quốc gia châu Âu, bao gồm cả Vương quốc Anh nhưng không có Pháp. Chính phủ Pháp đang đề xuất một cách tiếp cận toàn cầu hơn. Chương trình hội nghị cũng bàn về chống thiết bị bay không người lái, tên lửa đạn đạo, vì cuộc xung đột ở Ukraine cho thấy tầm quan trọng cũng như tính hiệu quả của những loại vũ khí này. Tổng thống Macron cũng xác nhận Pháp sẽ tiếp tục cung cấp khí tài cho Ukraine.